hơn ở những giải đấu tiếp theo. Như vậy là Uzbekistan đã có bàn thắng. Nào thì chúng ta vẫn đang được chứng kiến những người hùng thực sự. Đó là một pha băng cắt dứt điểm rất nhanh của số 11 Sidorov. Như vậy là Uzbekistan đã có bàn thắng.